buồn gì đó ơi, góp đồ kìa. Cảm ơn anh. Ủa, anh Hiệp Lý. Ủa, ông Thanh Vân. Cũng nhận ra người ta luôn hả? Ờ, năm nay á, nhìn em á, lớn nhìn giống như phụ nữ vậy. Hả? Ý lộn, nhìn giống như thiếu nữ vậy đó. Ủa, em đi đâu đây? Đang ở chợ hoa mà hỏi ta đi đâu. Ờ, he. Anh đi đâu vậy? Anh cũng đang chợ hoa nè. Ờ, hả? Em, năm nào mình đi chợ hoa cũng gặp nhau hết ha. Có duyên á. Em thấy năm nay chợ hoa thế nào nè? Một rừng hoa mai nở, một bầy chim én đưa tin, Chúa xuân giáng trần thật xinh. Nấm rơi em chan đầy, năm này em mới tròn trăng. Đón xuân thấy lòng bâng khuâng, vì em biết yêu rồi chàng. Phải không ta? Em nói thiệt lòng đi. Lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa mu mang, ý xuân ý đẹp trời ban. Bóng trời đêm giao thừa, hoa lộc khoe sắc mọi nơi. Đón nụ xuân hồng đôi môi, tình xuân ngất ngay trên giang. Người ta mà biết người ta thích gì không? Em thích gì nè? Tuy năm nay em lớn, nhưng vẫn thích bao lì xì. Thích không? Thích khoe áo đẹp mẹ cho. Vậy hả? Thích đi hái lộc đầy đó. Còn anh? Yêu tin anh khấn, êm ấm đến cho mọi nhà. Gì nữa nè? Ít mời giấc mộng uyên ương, có đôi cánh đẹp tình thương. Dù người sang hay nghèo, đều mừng xuân ngát hương xa.